Xin chào, có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi mình rằng làm sao để phân biệt đến chữ can và can't khi mà nghe người nước ngoài nói với tốc độ rất là nhanh. Thực ra đúng là người ta sẽ không nói cho mình theo kiểu là I can swim và I can't swim đủ lâu như vậy để mà mình có thể nghe được. Vậy thì làm sao để phân biệt đây? Ok, đừng lo nhé, trong cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút cái tip nhỏ để các bạn có thể phân biệt được cái dạng phủ định và khẳng định của cái từ này. Đầu tiên các bạn hãy lắng nghe mình nói trước nhé. I can swim hoặc I can't swim. Và câu thứ 3, I can't swim hoặc I can't swim. Mình vừa nói 4 câu liền, các bạn có thấy sự khác biệt là gì không? Chà chà. Ok, để mình phân tích nhá. Ở hai câu đầu tiên, đó là hai câu khẳng định là tôi có thể bơi. Câu mà mình nói là I can swim là mình dùng dạng yếu của cái từ can này, mình nói là can. Còn câu mình nói mạnh mẽ hơn thì mình nói là I can swim thì mình dùng dạng mạnh của cái từ này. Tuy nhiên với cả hai câu này thì mình đều xuống giọng của cái chữ can này, mình không có nhấn nhiều vào nó mà mình nhấn nhiều vào chữ swim. Đó, được chưa? Còn với cái câu mình nói rằng mình không thể bơi thì mình nói là I can't swim hoặc I can't swim. Thì các bạn thấy không? Một câu là mình có t, còn một câu thì mình không có t. Bởi vì một câu là âm t được nuốt đi rồi, hai câu này thì đều đúng thôi. Nhưng nếu để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là mình đã nhấn giọng và lên giọng một chút ở cái chữ can't và mình không có nhấn nhiều vào chữ swim. Đó, bí quyết chỉ có như vậy thôi. Khi mà mình muốn nói rằng mình có thể làm điều gì đấy hoặc là mình nghe ai đó nói họ có thể làm điều gì thì chắc hẳn là mình sẽ nghe được cái chữ can nó được xuống giọng. Giọng có thể gọi là trầm ấm hơn, như kiểu đánh một cái dấu huyền ấy. Và người ta sẽ nhấn mạnh vào cái động từ đó, nhấn giọng vào cái động từ đó. Còn khi người ta nói là người ta không thể làm gì hay bạn nói bạn không thể làm gì thì hãy nhấn giọng, hãy lên giọng, nhấn vào ở cái chữ can't. Và đừng quá nhấn vào cái động từ nhá. Chỉ có như vậy thôi. Hey, wanna go to the beach? What? I can't swim. Yeah, I can swim. Okay. Các bạn thấy cái phân biệt này có đơn giản không? Chỉ là một cái vấn đề rất nhỏ trong tiếng Anh thôi nhưng cũng làm chúng ta đau đầu đúng không nào? Nếu các bạn có nhiều câu hỏi, nhiều cái nhỏ nhỏ nhưng cũng đau đầu thế này thì đừng quên là comment ở phía bên dưới để mình có thể giúp đỡ các bạn trong những cái vlog tiếp theo nhé. Nếu thích dạng bài như thế này thì cũng đừng quên thả tim và like, share cho mình nha. Bây giờ thì tạm biệt, bye!